thời gian gần đây, hình thức lừa đảo bằng cách mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước, lực lượng công an gọi điện thoại đe dọa nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản không còn là câu chuyện mới. Hàng ngàn người dân đã trở thành nạn nhân của phương thức lừa đảo này. Hiện nay, phương thức lừa đảo này tiếp tục rộ lên với việc mạo danh cán bộ thuế và cơ quan công an hướng dẫn cài đặt VNID. Tận dụng nhu cầu về quyết toán thuế tăng cao, các nhóm đối tượng này thường gọi điện, nhắn tin kết bạn Zalo để cung cấp đường dẫn giả mạo danh ứng dụng cơ quan thuế và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, từ đó chiếm đoạt tài sản. Thậm chí, đã từng có nạn nhân bị chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại và mất hết tiền trong tài khoản ngân hàng sau khi bị lừa truy cập vào một đường link giả mạo ứng dụng công nghệ VNID để tích hợp căn cước công dân và mã số thuế. Trước diễn biến mới của tình trạng lừa đảo công nghệ ngày một gia tăng, các ngân hàng liên tục phải cập nhật và đưa ra những cảnh báo mới. Ngân hàng BIDV vừa cập nhật cảnh báo mới về hiện tượng các nhóm đối tượng giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, chính phủ, đặc biệt là cơ quan công an thuế, gọi điện thoại thông báo cho khách hàng cần phải khai báo cập nhật thông tin tại các ứng dụng của cơ quan nhà nước như VNID, VSSID, ETEC, hướng dẫn khách hàng tải ứng dụng giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi ứng dụng giả mạo được cài đặt vào điện thoại, các nhóm đối tượng sẽ tạo ra một số tình huống để người dùng thực hiện các giao dịch như đổi mật khẩu, chuyển khoản lệ phí công. Khi khách hàng thực hiện, các ứng dụng giả mạo này sẽ theo dõi và đọc trộm các thông tin mà khách hàng nhập vào toàn bộ các ứng dụng trên điện thoại, cũng như các thao tác mà khách hàng đã thực hiện ở trên thiết bị, bao gồm cả nguy cơ đánh cắp thông tin trên smart banking, từ đó cấp quyền điều khiển thiết bị di động cũng như tài khoản của khách hàng. Hiện tượng trên được ghi nhận chủ yếu xảy ra với khách hàng sử dụng hệ điều hành Android. Nhà băng này đã khuyến cáo khách hàng đang sử dụng các thiết bị Android tắt các ứng dụng có quyền hỗ trợ tại các mục cài đặt, hỗ trợ, ứng dụng đã cài đặt, đồng thời khuyến cáo khách hàng chỉ cài đặt các ứng dụng chính trên phương thức App Store hoặc CH Play, không cài đặt qua các web link lạ, tuyệt đối không cung cấp để lộ thông tin, mật khẩu, mã xác thực cho bất kỳ ai để tránh bị lợi dụng, tuyệt đối không lưu trữ trên thiết bị di động, ảnh chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng, luôn cập nhật ứng dụng ngân hàng lên phiên bản mới nhất. Nắm vững quy định làm việc của cơ quan nhà nước, chính phủ là chỉ dẫn các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc hoặc các cổng dịch vụ công quốc gia, không hướng dẫn qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội. Thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện nghi ngờ. Ngân hàng Vietinbank cũng đã đưa ra khuyến cáo 3-0 và 4 nên đối với khách hàng nhằm tránh bị kẻ gian lừa đảo tìm cách xâm nhập vào tài khoản. Theo đó, Vietinbank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cài đặt phần mềm giả mạo dịch vụ công, Bộ Công an VNID, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Thuế từ các trang web, đường link, mã QR code lạ hoặc đường file APK. Tuyệt đối không click vào các đường link lạ được gửi qua email, tin nhắn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như tên truy cập, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới hình thức nào, kể cả công an hay nhân viên ngân hàng. Cùng với đó, Vietinbank khuyến cáo khách hàng chỉ nên cài đặt phần mềm trên chợ ứng dụng App Store, Google Play, CH Play. Khi cài đặt bất kỳ ứng dụng nào, người dùng nên đọc kỹ thông tin khi đồng ý tất cả các điều khoản, kiểm tra thông tin tác giả, nhà phát triển và đọc các đánh giá về ứng dụng. Thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn của tội phạm cho các phương tiện truyền thông đại chúng và website ứng dụng của ngân hàng. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, hãy liên hệ ngay với ngân hàng và cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời. Trước đó, Vietinbank cũng đã thông báo và khuyến cáo khách hàng về kênh chính thức đăng ký mở thẻ tín dụng quốc tế của Vietinbank. Đồng thời, Vietinbank cũng cảnh báo về tình trạng kẻ gian mạo danh ngân hàng để gọi điện hướng dẫn mở thẻ trực tuyến. Kẻ gian thường gọi chỉ giới thiệu và dẫn dụ khách hàng thực hiện bằng cách đăng ký online, sau đó yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin OTP hoặc yêu cầu nộp tiền ngay vào tài khoản với lý do đảm bảo cho việc mở thẻ tín dụng. Do đó, khách hàng cần phải cảnh giác trước các cuộc gọi tin nhắn giả mạo cơ quan chức năng, cán bộ ngân hàng mới phát hành, nâng hạn mức thẻ tín dụng hoặc các dịch vụ tài chính khác. Trước tình trạng trên, Tổng cục Thuế khẳng định không ủy quyền cho tổ chức cá nhân ngoài ngành thu thuế hộ và khuyên cáo người nộp thuế tuyệt đối không vội vàng làm theo các hướng dẫn qua tin nhắn và cuộc gọi lạ. Cơ quan công an các tỉnh, thành phố cũng đồng loạt đưa ra khuyến cáo với người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNID từ nguồn chính thống trên App Store đối với hệ điều hành iOS hoặc với điện thoại iPhone và CH Play đối với hệ điều hành Android. Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNID từ các nguồn ngoài trang web
kho ứng dụng không chính thống. Các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng tài chính cũng đang có xu hướng tăng cao. Theo thông tin cảnh báo từ ngân hàng Phương Đông OCB, hình thức phổ biến nhất là các đối tượng sẽ mạo danh ngân hàng và liên hệ với khách hàng qua điện thoại với nhiều lý do khác nhau như hỗ trợ kiểm tra số dư, nâng hạn mức thẻ hoặc thông báo tài khoản khách hàng vừa bị xâm nhập, yêu cầu được hỗ trợ. Sau đó đối tượng yêu cầu khách hàng quét mã QR, chụp mặt trước, mặt sau căn cước công dân, chứng minh nhân dân, chụp hình ảnh gương mặt hoặc cung cấp OTP. Trường hợp khách hàng thực hiện các thao tác của các nhóm đối tượng lừa đảo thì có thể mất tiền trong tài khoản hoặc thẻ. Ngoài ra các nhóm đối tượng cũng thường sử dụng các đường link hoặc website giả mạo của ngân hàng. Khi khách hàng truy cập vào đường link hoặc website giả mạo, có thể sẽ bị lộ thông tin tài khoản cá nhân, thông tin cá nhân, có khả năng mất tiền trong tài khoản. Từ đầu năm 2024 đến nay, một hình thức lừa đảo phổ biến mới là qua kênh ngân hàng, đó là lừa đảo bằng thanh toán mã QR code. Cụ thể, tại các cửa hàng, các điểm thanh toán, kẻ gian thường lợi dụng sơ hở của các chủ cửa hàng, dán để mã QR code giả mạo lên của mã QR chính chủ. Khi khách hàng thực hiện thanh toán, kẻ gian sẽ chiếm đoạt số tiền bằng cách chuyển khoản giả mạo đó. Để bảo vệ bản thân trước thủ đoạn này, OCB cũng khuyến cáo khách hàng luôn phải đối chiếu lại thông tin với chủ cửa hàng ngay sau khi kết mã QR, nhằm đảm bảo tiền đã được chuyển đúng tài khoản. Gần đây nhất, không thể không kể đến sự trở lại của hình thức lừa đảo qua ransomware, một loại virus máy tính phần mềm độc hại mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc. Một cách phổ biến nhất mà nhóm đối tượng lừa đảo là từng sử dụng để tấn công đó là giả mạo email tổ chức cá nhân để gửi các liên kết có chứa ransomware. Khi khách hàng vô tình ấn vào đường link hoặc mở các file chứa phần mềm này, toàn bộ dữ liệu trên thiết bị sẽ bị mã hóa một cách tự động, yêu cầu tiền chuộc để giải mã. Thậm chí virus có thể lây lan sang các thiết bị khác cùng hệ thống mạng. Ngoài ra, những liên kết có chứa phần mềm độc hại này có thể xuất hiện qua các kênh chat hoặc các mạng xã hội. Do đó, khách hàng tuyệt đối không truy cập vào các liên kết lạ hoặc tải file không rõ nguồn gốc. Đối mặt với những hình thức lừa đảo đa dạng và tinh vi như hiện nay, OCB cũng đã liên tục gửi các khuyến cáo đến khách hàng và kênh truyền thông chính thống. Cụ thể, ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật giữa bất kỳ hình thức nào, do đó khách hàng tuyệt đối không truy cập vào các đường link, liên kết trong tin nhắn, email lạ không rõ nguồn gốc. Không vội vàng làm theo các hướng dẫn lạ. Khách hàng cần phải chủ động tìm hiểu, kiểm tra thông tin và chỉ đăng nhập liên hệ vào các website chính thức của ngân hàng. Hạn chế dùng máy tính công cộng. Hạn chế sử dụng mạng không dây công cộng khi truy cập vào hệ thống ngân hàng điện tử. Không cung cấp thông tin cá nhân như tên, mật khẩu đăng nhập ứng dụng, mã xác thực OTP, số thẻ ngân hàng qua điện thoại, email, mạng xã hội và các trang web. Khi nghi ngờ thông tin cá nhân bị lộ, hãy chủ động thay đổi mật khẩu, đặt mật khẩu khó đoán. Không sử dụng tính năng lưu mật khẩu để đăng nhập tự động. Đăng ký nhận thông báo khi có sự thay đổi số dư giao dịch để kịp thời phát hiện nếu có vấn đề phát sinh. Thường xuyên theo dõi, cập nhật các cảnh báo về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến từ ngân hàng cho kênh truyền thông chính thống. Bên cạnh việc đưa ra khuyến nghị với khách hàng, OCB cũng liên tục thực hiện các phương thức đánh giá, nhận định, rà soát nội bộ, hệ thống nhằm phát hiện, ngăn chặn tuyệt đối việc thông tin khách hàng bị sao chép truyền ra bên ngoài.